Hello, em chào cả nhà nhé. Hôm nay em quay khu rừng Amazon của nhà em. Khu rừng Amazon, rừng nhiệt đới. Em chuyên về dương xỉ thân gấu và củ móng ngựa, củ cu ly. Củ cu ly, củ móng ngựa, dương xỉ thân gấu, đủ các loại size nhé, từ 6-70 phân đến 7-80-90, 1m, 2m, 3m đến 6-7m nhé. Lá rất là xanh nhé, xanh mướt luôn. Cây này, cây thì cực kỳ đẹp, khỏe. Cả nhà thấy không? Đây có khác gì khu rừng Amazon không? Rừng nhiệt đới. Ai có nhu cầu củ cu ly này, củ móng ngựa này, cu ly lông vàng đấy và củ móng ngựa thì nhà em rất nhiều nhé. Như này chụp bay cho cả nhà xem này, và cây dương xỉ thân gấu về để trồng trang trí sân vườn tiểu cảnh được hết, biến khu vườn nhà chúng ta thành một khu rừng nhiệt đới đẹp mát mẻ xanh tốt. Theo củ móng ngựa này rất nhiều. Nhà em cả hoa hồng luôn. Vườn rau xanh tốt. Dưới gốc dương xỉ này là thành một vườn rau. Đấy, toàn gốc to khủng thôi, cao 6-7 mét, vành 4-50 trở lên, 60-70-80, cây cao lắm đây này cả nhà này. Em 1m7 nhưng mới đứng chỉ được bằng 1/3, 1/4 thôi. Cu ly lông vàng nhé cả nhà nhé. Đây này, này. Lông vàng ươm này. Đẹp lắm. Mầm này. Đấy. Đây xem mầm này. Củ to củ nhỏ đều có hết nhá. Size 7-80. Đây này. Lông rất là đẹp luôn, vàng óng. Đấy, cả nhà thấy không, lông vàng lắm. Trong này là mầm hết rồi này, mầm đang lại mầm hết. Đây là củ móng ngựa, mầm củ móng ngựa cực đẹp luôn này, đẹp này. Đấy.
nhà thấy không? Cao lắm. Búp ná rất non, rất đẹp luôn. Tán cây. Móng ngựa củ rất là to nhé, có tất cả các loại size luôn, củ size to size nhỏ đều có hết. Quay cho chàng xem những cây đấy, rất là đẹp luôn, lá nếp rất là đẹp đấy. Nhìn nó thân luôn, nó rất là cổ kính này, rêu phong. Thích cái kiểu rêu phong cổ kính này lắm. Ui, củ móng ngựa này khủng. Khủng, khủng quá khủng luôn. Vành chắc phải mét, hơn mét, tầm mét hai. Một lắm tay chưa hết cái cặng của nó này. Cái này gọi là cây sâm thục nhé cả nhà. Cái lá to to này này, xanh xanh này. Và chúng ta hay cho ăn này, cho vào thịt treo, thịt sấy. Đây gọi là rừng Amazon, rừng nhiệt đới. Dòng cây này gọi là cây dòng cây nhiệt đới nhé cả nhà ơi. Đây. Nó còn có cả cây mọc ở trên thân luôn. Rất là đẹp luôn. Cu li móng ngựa rất là nhiều nhá. Cả nhà ai thích đặt số lượng thì đặt em số lượng nhá. Rất nhiều luôn. Đấy. Lá rất đẹp luôn. Xanh mướt. Búp ngọn rất là to. Búp rất là to luôn. Đâu cũng là dương sỉ, đâu cũng là móng ngựa. Khu này gọi là một khu rừng nhiệt đới không? Cực kỳ đẹp luôn.